ấy, tôi livestream cho anh em gọi là có tâm đến độ khẳng cả giọng ở đây, thì anh em gọi là đừng tiếc gì mà không cho tôi một like nhá, anh em đừng tiếc gì mà không cho tôi một like nhá. Ui đây các bạn, anh em có nhìn thấy cái gì đây không? Theo như tôi biết đấy là cái này là cái hang pha lê này, đúng không? Được rồi, trước tiên là chúng ta phải chặt cây thì nhá, bởi vì là nếu mà muốn xuống cái hang pha lê chúng ta sẽ vẫn phải chặt cây thì đúng không? Ở đây này, nếu mà anh em để ý mấy quặng này này là mình trông nó khác cái đây đúng không? Đấy, mình trông mấy quặng này là nó không còn giống bình thường nữa, nó có thay đổi hình dáng của mấy quặng đấy, và nó có thêm quặng mới đó là quặng đồng, cùng trải nghiệm luôn thôi. Chặt cây thì đây cảm nhá, mình chặt cây mình làm cái cuốc xong rồi mình đào đá luôn thì các bạn. Hôm nay nhá, hôm nay tôi tuyên bố thẳng với anh em luôn nhá, nhà dưới lòng đất anh em nhá. Bởi vì cái bản này là bản update hang động mà đúng không, mình mà xây ở trên mặt đất ấy mình quê mùa rồi các bạn, xây ở lòng đất anh chơi lậu á, nghèo anh em ạ, nghèo thì thế thôi, trời ơi nghèo thì thế, tôi phải tích tiền lại để có gì, để tôi tích tiền lại để tôi còn dành dụm, để tôi còn nâng cấp mấy cái đồ để livestream tốt hơn cho anh em đấy, kiểu là mic ấy đấy. Này anh em mình than không đấy, bây giờ là than là trông kiểu nó khác cái đúng không? Được rồi nhá, bây giờ trước tiên là tôi sẽ phải làm mày đấy. Nào tôi thật với anh em, tôi chơi RL Craft xong rồi tôi chơi cái này tôi cảm giác nó easy ấy anh em. Gọi là easy ấy các bạn. Tiếp tôi làm mấy cuốc đá này, xong rồi tôi đi đào đá luôn anh ạ, đi đào đá luôn rồi thì mình làm cái cuốc, mình làm một cái cuốc cuốc đá luôn. Đào này đủ rồi. Á chà, anh em thấy chưa, cái này là bản update hang động nên nó to chưa? Nếu mà anh em để ý thì cái lúc tôi đào là tôi cũng ngồi xuống luôn anh em ạ, hậu quả của việc chơi RL Craft nhiều quá đây anh em. Do RL Craft nhiều quá đấy, đào tí than để mình còn có tí đuốc anh em ạ. Ấy phải ngồi xuống cái mới nhặt được anh em nhá. Nào để tôi làm cái nào, để tôi làm một cái cuốc đá, sau đó là tôi sẽ xuống và tôi cho anh em xem thử là cái hang pha lê nó thế nào luôn nhá. Quặng đấy là quặng sắt anh đào ra raw iron đảo kinh nhở, rồi anh phải nung mà. Úi rồi ôi, anh muốn chơi Minecraft VR hả? VR là cái mắt kính ấy đúng không? Em cũng chơi lậu thì chơi lậu rồi anh em ạ, mình tiết kiệm tiền mình nghèo anh em ạ, mình nghèo. Thực ra là chơi lậu thì nó cũng không tôn trọng nhà sản xuất cho lắm, nhưng mà mình nghèo thì thế thôi đúng không nhở? Xây dưới lava mới chắc là. Làm cách nào để lấy mảnh thạch anh tím à? Mảnh thạch anh tím thì anh em chỉ cần phá cái thạch anh tím to ấy. Đây này, tôi xuống rồi tôi chỉ cho anh em luôn nhá. Đây, anh em có nhìn thấy là đây nó có hai cục không? Một cục là cục đen này và một cục là cục trắng, thì cục trắng là cục canxit đấy. Đấy. Còn cái cục này là cục ba gian, thì anh em nào mà gọi là học tốt là hóa đi anh em ơi. Thì anh em ấy được đây này này đấy. Anh em thấy cái vỏ của nó chưa? Anh em thấy cái vỏ pha lê chưa? Đây này. Đấy, anh em thấy cái âm thanh có chưa? Phá nhanh nào. Nào 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 nào. Ở đây từ từ đây anh ạ, tôi sẽ xây chắn cái này lại. Đấy, như vậy thì mình sẽ gọi là mình sẽ có không khí để mình thở. Tôi sẽ làm nhiều đuốc tí nhá. Tôi làm nhiều đuốc tí ở chốc là tôi sẽ cho anh em xem gọi là hang thần anh em nhá. Đấy, ui giời ơi. Anh em nhìn đi, hang pha lê của anh em đây. 1.17 mà anh em gọi là mong chờ từ 1 năm rồi đấy. Đẹp chưa? Đẹp chưa anh em? Đẹp không? Chơi hardcore luôn cho vui thôi anh em ạ. Chơi hardcore chết đấy. Mày mốt chắc mày Grab update đi. Up vậy thì còn hơn là Grab anh em ạ. Đây nhá. Thì tôi phổ cập một chút kiến thức cho anh em nhá. Tôi đã có tìm hiểu qua rồi. Đây, nếu mà anh em nhìn thấy là trong cái hang pha lê là nó có những cục pha lê ở đây đúng không? Cái này là khối pha lê. Và cái này này là chồi pha lê anh em nhá. Mấy cái chồi pha lê này là nó có dấu X. Đấy, còn khối pha lê là nó chả có cái mẹ gì. Thì hai cái khối này khác nhau, một cái này đó là cái khối pha lê này là nó sẽ không thể mọc ra được thạch anh. Còn cái chồi pha lê này là theo thời gian là nó sẽ mọc theo thạch anh nhá. Đây, và đây là những cái thạch anh đây. Đó. Thạch anh là có 4 giai đoạn này các bạn, thạch anh là có 4 giai đoạn. Đẹp mà anh em, xịn đâu? Xịn mà. Thạch anh có 4 giai đoạn anh em nhá. Thì đây, cái này là cái giai đoạn nhỏ nhất thì sao ấy. Đấy, xong rồi tới cái giai đoạn xong rồi tới một cái giai đoạn nào đó to hơn đấy, kiểu kiểu này này. Xong rồi tới một cái to hơn nữa, một cái to hơn nữa là chắc là cái này. Đấy, xong rồi tới cái giai đoạn cuối thì nó sẽ to
đây này, nó to này này. Đây này anh em này, tôi sẽ xây lên cho anh em nhìn nhá. Đấy, thì cái giai đoạn cuối là trông là nó khá, trông là nó khá là màu mè, trông nó khá là chất đấy. Đây này, đấy, to chưa anh em? Đấy. Đây nhá, nếu mà anh em mà phá thạch anh ở ba giai đoạn đầu ấy là anh em sẽ không được mảnh thạch anh đâu. Nhưng mà nếu mà anh em phá thạch anh ở giai đoạn cuối này này, anh em sẽ rơi ra được hai mảnh thạch anh. Hai mảnh thạch anh nếu mà anh em dùng tay không phá nhá. Còn còn dùng cuốc thì sẽ ra được đây. Đấy. Được gấp đôi lên, ok chưa? Đây, để tôi thử phá mấy mảnh thạch anh mà ở giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 3 nhá. Đây này. Mảnh nhỏ nhỏ này. Kể cả là có dùng cuốc ấy, đấy thì cũng không phá được. Nếu mà anh em muốn phá mấy cái mảnh thạch anh nhỏ này, anh em sẽ phải dùng cuốc có độ mềm mại nhá. Đó. Thế còn lại là cái thạch anh to thì mình cứ thích mình phá thôi, nó sẽ rơi ra. Ok chưa? Khi mà anh em có thạch anh to rồi thì làm ống nhỏ mà làm kiểu gì ấy nhở? Anh em mình làm ống nhỏ mình làm kiểu gì ấy anh em nhở? Tôi cũng quên mất luôn rồi. Được rồi, nhưng mà chung là trước tiên là tôi cứ phải xây lên trên đã đúng không nhở? Thì tôi xây lên trên đã anh em nhá. Sau đó là chúng ta cũng phải đi giết cừu đã anh em nhá. Giết cừu chúng ta gọi là có một chút đồ trước đúng không? Chứ không thì chúng ta gọi là chết bây giờ nhở? Nào, tôi đi tiếp nào. Anh Tài tìm hiểu kỹ. Tôi tìm hiểu kỹ để tôi gọi là, thực ra là tôi tính làm một cái video kiểu tổng hợp cho anh em. Tôi tính làm và tôi đăng ở trên kênh YouTube của tôi đấy. Thế nhưng mà tôi lại gọi là tôi không làm được. Ở đây này anh em này, đồng đây này. Đây là một cái loại quặng mới và đó là quặng đồng. Anh em thấy không? Nó khá là đẹp đúng không? Phải công nhận nó đẹp nhỉ. Nó màu xanh và nó màu cam khá là giống cà rốt. Ồ, mình đào cái này là nó ra quặng đồng luôn à? Có đúng không? Đồng thô à? Anh em này thì cái đồng thô này thì mình phải nung nó lên đúng không? À đúng rồi anh em ạ. Đồng thô này là mình phải nung nó lên, để phải nung nó lên thì nó mới ra quặng đồng. Để tôi gọi là tôi sẽ làm một cái lò nung nhá. Rồi tôi nung luôn cho anh em xem nhá. Nhưng mà tôi có vẻ hơi thiếu đồ ăn rồi. Được rồi. Tôi sẽ nung cái này đã này. Đây tôi đã đào thêm một chút than nữa. Tôi sẽ nung cái này nữa. Mua PC 2 triệu của anh Tài. Ok, nào để tôi làm cái lò nung nhá. Rồi, cho quặng đồng vào. Đấy, mình nung một lúc nữa là nó sẽ ra phôi đồng anh em ạ. Khá là thú vị. Chỉnh sao cho nó bớt lag à? Nãy test mà lag quá à. Tôi cũng không biết phải chỉnh sao nữa. Ừ đấy, thì giống như anh em HQ nói đấy. Thì anh em cứ mua PC 2 triệu của tôi nhá. Ừ, tốt lắm. Đấy, nung một tí là ngon ngay. Anh ơi cho em xin info cấu hình máy anh được không? Thật ra thì tôi cũng chả biết là máy tôi thế đéo nào anh ạ. Thật sự là tôi không biết đấy. Đây thì anh em nhìn thử cái này đấy. Tôi bật cái này lên thì anh em nhìn được cái gì thì anh em nhìn. Anh em có gọi là có gọi dân chuyên thì anh em nhìn thử đi. Chứ mà tôi cũng chả biết là máy tôi thế nào đâu. Máy tôi là tôi mua là tôi đi mua phò tiệm đấy, 2 triệu đây anh ạ. Đấy thì cái đấy là cách để mình làm ra quặng đồng. Tôi thật với anh em là cái buổi đầu nói chung là tôi review cho anh em một chính ấy. Chứ còn lại sinh tồn đối với tôi dễ mới là hay thật. Tôi sinh tồn hardcore, tôi còn vừa sinh tồn, tôi còn vừa đọc chat của anh em đây nhá. Anh em có nhìn thấy con đợi nào đây không? Con đợi này là con dê đấy kìa. Nếu mà theo tôi nhớ là nó hốc khỏe lắm, nó phát là mình bay núi đây kìa. Mình cẩn thận với con này đấy. Đấy đấy, từ từ. Thực ra tôi không biết. Nào. Hình như con này bình thường nó không đánh tôi đâu. Thế nhưng mà nếu mà tôi mà láo với nó là đánh tôi đấy. Nào. Đây nhá, tôi đã thử cho nó hút thử phát rồi thì anh em xem thử là cái mức độ hút của nó này dê hút này nào. Sao vậy, hình như là nó sợ tôi hay sao ấy nào. Tôi không hiểu sao mà nó không hút tôi các bạn. Thế thì tôi giết nó thử xem mà nó có rơi ra gì không nhá. Dê này. Hóa ra là con dê trông nó cũng nhỏ nhỏ anh em ạ. Giết nó mà nó lại chả rơi ra cái gì anh em ạ. Chết cha rồi, trời sắp tối rồi. Được rồi, nói chung là bây giờ là tôi sẽ phải đi farm một tí đồ ra anh em. Ô này. What? Sao mà số tôi nó may mắn vậy anh em? Really? Tiệm cầm đồ 2 triệu mà anh em. Lát có chơi Minecraft không, mua ở đâu vậy anh ạ? Ống nhòm à? Ừ nhỏ anh em ơi. Bây giờ làm sao để làm được cái ống nhòm anh em?
Mày từ từ đã anh em ạ, tôi cần phải farm đã, tôi cần phải farm đã nào. Tôi cần phải farm cái này đã nào. Để từ từ các em nhé, bởi vì bây giờ tôi cần phải có tí thịt đã thì tôi mới xuống hang động được, bởi vì là mục tiêu hôm nay của chúng ta là chúng ta xây nhà dưới hầm mà đúng không? Chúng ta xây nhà sâu lòng đất anh ạ. Nào, hello các em, đây. Farm bò ấy, tôi thịt bò ngon. Tôi đã farm ở cừu nữa. Mà thực ra là tôi nên làm cái rìu chứ, mà tôi làm cái kiếm cái này là nó sẽ lâu này. Bởi vì là mình dùng kiếm ấy, mình nhảy lên mình chém là nó không chết đấy các bạn. Cái còn mình dùng rìu là mình chém một phát là nó chết luôn. Cừu. Đấy, tôi nhảy lên và tôi chém cừu nó không chết đã được rồi nhá. Đào thẳng xuống rồi các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ gọi là đào thẳng xuống dưới lòng đất nhá. Bởi vì ấy là theo tôi biết đây là cái bản update này. Là tận sâu dưới đáy lòng đất ấy, từ tầng thứ 15 trở xuống, từ tầng thứ 15 trở xuống là anh em biết là nó có cái gì không? Là đất đá ở dưới đấy là nó bị thay đổi đi anh em ạ. Nó sẽ bị thay đổi hình dáng đi và nó rất là đẹp. Từ từ tôi đọc comment của anh em nhá. Con cừu hồng ấy, vừa lấy vừa lãi có hình ống nhòm máy không tạo thế à? Đâu 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 đâu. À đây à, đấy. Ống nhòm là mình tạo bằng cái này anh em nhá. Đấy, cái ống nhòm rất là nhỏ. À đó, thì anh em ấn chuột phải để cầm zoom vào ấy, tôi có thể nhìn thấy có một vài con tinh trùng ở đây. Đấy. Hình như amethyst và vàng mà anh chơi Grab VR luôn đấy thế à? Em gặp được cừu hồng nhạt. Con cừu hồng hiếm. Khi nào anh muốn mua VR thì anh cứ inbox em nhé. Mà tôi đã biết cái VR là cái gì ấy các ạ. Em hỗ trợ lắp đặt và cài đặt VR luôn đó. Đấy, thế có anh em nào mà thích mua VR thì anh em cứ liên hệ anh em anh em Vinh nghiêm túc nhá. Đấy. Tôi thì nói chung là tôi gọi là nhà nghèo lắm, dân gọi là dân nhà quê ấy, dân mọi đen anh em ạ, nên là tôi cũng chưa biết VR là cái gì ấy các ạ. Chung là để tương lai là nếu mà tôi mà ngon ngon thì tôi mua sau, chứ mà bây giờ gọi là không có điều kiện này các bạn. Đào xuống thôi. Anh em ơi, cho anh em xem là có tối quá không? Nó có tối anh em không? Để tôi cắm đuốc ra cho nó sáng anh em nhá. Bây giờ tầng bao nhiêu rồi nhỉ? Ui, tầng 68 à, đúng rồi, bởi vì tôi đang ở trên núi mà. Bởi vì tôi đang ở trên đỉnh núi mà, thế nên là tôi đào xuống bây giờ nó mới là tầng 68 thì nó cũng dễ hiểu. Hôm nay là chúng ta gọi là đi tìm kim cương luôn. Thì là từ tầng 15 trở xuống ấy là đất đá các thứ là nó bị đen đi các bạn, nó đen đi và nó có một cái màu rất là ghê. Rất là ghê. Và những cái quặng ở dưới đấy đấy nó cũng sẽ bị màu đen đi các bạn. Nó hay lắm và trông nó gọi là trông nó bí ẩn lắm. Nhưng mà hơi tiếc đó là cái bản 1.27 này là nó kiểu là nó chưa up nhiều lắm ấy. Bởi vì là nó tách ra làm hai đợt, và nếu mà anh em nào mà để ý gọi là tin tức nhiều thì anh em sẽ biết đấy. Thì là hình như là cuối năm nay ấy là nó mới ra thêm cái nửa thứ hai. Cái này mới là nửa đầu thôi, thì nửa đầu ấy là nó chưa có chú trọng lắm vào cái chuyện đó là thế nào ta? Đó là thêm những cái hang động to. Nó mới chỉ có như kiểu là thêm những cái dụng cụ mới ấy, rồi thì thêm cái con Asolonto gì ấy. Đấy đấy đấy, thêm cái con đấy. Để tôi làm cái ấy cái nhá. Tôi làm cái cuốc đá cái. Tôi đào sắt tí ấy các bạn, sắt cũng cần mà. Theo như tôi biết đó là cái bản up 1.27 này là nó có một cái hang động, nó gọi là hang động sâu thẳm mấy nghe bạn, nhưng mà không biết là nó đã up vào cái đợt này chưa. Hình như là đợt sau nó mới up đấy các bạn, theo tôi biết là như thế. Và nó có một cái nữa ấy, nó là một cái hang động toàn hoa ấy, tên tiếng Anh là Lush Cave ấy, thì tôi không biết là cái đợt này có chưa. Thế nhưng mà tôi thấy là kiểu là các cái cây lá ở trong Lush Cave là nó đã có ở đấy, nhưng mà không biết là nó đã ra cái hang ấy chưa. Tầng bao nhiêu rồi? 32 rồi. Đào được cũng nửa ở đây anh ạ. Anh tài khiêm tốn nên chỉ dùng PC 2 triệu. Đúng rồi anh em, nhà nghèo mà. Kể chuyện gì vui vui lúc đào ra? Anh em thích nghe kể chuyện gì? Kể chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhá. Giá mà giờ mà có tí nhạc vui vui cho anh em nghe thì thích nhở. Đây này, bây giờ tôi sẽ dùng con nhòm mà tôi nhòm thử bên trên nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi sẽ nhòm được cực kìa xa này. Đó, phê không?
Nếu mà anh em có ống nhòm ấy mà anh em còn cài Optifine nữa ấy, rồi thì anh em zoom ấy, úi dồi ôi, thì anh em sẽ nhìn thấy chắc là 300 block luôn nhờ. Đấy là đá địa ngục. Đấy anh ơi, em nghiên cứu thì phát hiện ra đó là đá ở địa ngục cả. Anh em trầm gió. Đấy phải đá địa ngục đâu. Thế hay là đá địa ngục thật nhờ. Thì tôi thấy là nó cũng đen đen mà đúng không? Tôi thấy nó trông có đen đen. Đây đây, ai cơ, đây, what the hell. Wow, tôi nào khá là may mắn này anh em. Ngon, ui, quặng này đẹp phết đấy các bạn, đây này. Đấy, bây giờ trông gọi là nó bớt nhạt nhẽo hơn trước ở đây đúng không? Đào nhá. À, đúng rồi, mình muốn đào cái này là mình cần, ô, oh, cái này sắt thô anh em. Đây này, vì sao mà sắt thô, mà sao mà trông nó giống với gọi là nó giống với cây nấm thế anh em nhỉ? Thì anh em thử nhìn đi đúng không? Sắt thô trông khá là giống nấm anh em ạ. Mà thôi thì kệ bố cái ngọc lục bảo đi, đào làm quái gì đúng không? Không cần đâu. Sắp tới ở đây kìa. Chúng ta sắp tới. What the hell? Anh em này. Đây là tầng 8 rồi mà ta. Ơ? Đây là tầng 8 rồi mà đúng không? Vì sao mà tầng 8 rồi mà sao mà tôi vẫn chưa gặp cái vùng đấy nhỉ? Sao buồn cười anh em nhỉ? Ơ? Đáng ra là nếu mà theo như tôi test thử là mình phải gặp ở đây anh em ạ. Nó sao buồn cười thế anh em nhở. Em đào ra rồi em đi vào địa ngục em cũng thấy y hệt cái đá đen à. Đắt thì không phải vậy đâu anh em, bán có 3 triệu năm thôi à. Tải 1.17 ở đâu thế anh em? Anh em tải trên tờ launcher ấy, đá thiên đàng à. Sao mà đào tới đây rồi mà tôi lại không tìm được cái vùng đấy anh em nhở? Rõ ràng là nó có cái vùng đấy mà. Ai kéo về? Sao buồn cười nhỉ? Đây là cái ngọc lực bảo đấy. Nó bảo là từ tầng thứ 15 mà vừa nãy là tôi đào thẳng một phát xuống luôn mà đúng không? Thì tôi đâu có bỏ qua một tầng nào đâu đúng không? Ồ, vàng này anh em. Vàng đẹp không? Nó chỉ có ở hang thôi à? À, là nó phải có một cái hang động ở dưới lòng đất à? À, là nó phải có một cái hang động ở dưới lòng đất đây kìa. Thì là trong cái hang đấy thì mấy cái loại đá là nó mới chuyển sang loại đá như vậy. Ok, nếu vậy nhá, bây giờ chúng ta sẽ đào dưới này cho tới khi nào tìm thấy cái hang động ở dưới lòng đất đây kìa. Tôi nung nhá, tôi nung cái này. À không không, tôi nung sắt đấy. Chốc đào cục vàng nhá, được rồi. Bây giờ chúng ta mình đào thẳng nhá. Đào thẳng để mục tiêu tìm hang anh em ạ. Sắt nữa này. Tôi sẽ làm đây đây, tôi còn cái cuốc này mà đúng không? Làm cái gì? Như kiểu ở một game em chơi khác tương tự Minecraft thì đó là loại đá chỉ ở dưới sâu và cứng hơn đá bình thường rồi. Đúng rồi đấy anh em. Chuẩn rồi đấy. Thì nếu mà theo tôi tìm hiểu đó là anh em muốn đào được cái loại đá đấy ấy, là anh em sẽ mất thời gian hơn 2 lần đá bình thường nhá. À, rắc rối đúng không? Rắc rối đấy. Đấy thì như vậy là nó sẽ làm cho gọi là Minecraft trở nên khó khăn hơn đấy anh ạ. Đây này thì hiện tại thì tôi đang ở dưới này. Thì anh em nhìn thấy là tôi cứ phải đào 2 block thì tôi mới đi được cái đúng không? Nó khá là lâu. Đây tôi sẽ chỉ cho anh em một tip luôn. Một tip để anh em đào được rất là nhanh nhá. Nhưng mà trước tiên là tôi sẽ cần phải làm mấy cuốc cái đá. Cuốc sắt đã để tôi còn đào vàng anh em ạ. Đào vàng đã. Vàng thô trông đẹp phết đấy anh em ạ. Không biết là này thì mấy quặng khác sao nhỉ? Đồng, à đâu? À, than thì làm gì có than thô đâu đúng không? Than là đào cái là ra luôn đấy. Phá cái này đi. Đây các bạn, đầu tiên là anh em cần làm một cái cửa sập. Cửa sập làm này. Ok, xong rồi thì anh em làm theo tôi này. Anh em phá cái bàn chế tạo đã. Anh dùng pack của chị Panda à? Tôi không biết cái đấy. Tôi cũng chẳng biết là Panda là ai luôn anh em ạ. Alo, chơi với người anh em. Đá địa ngục vô dụng lắm à? Được rồi, để tôi ở đây nhá. Cái tip để mà anh em có thể đào nhanh cái đó là anh em chỉ đào một đường thôi. Anh em chỉ đào đúng một đường thôi. Xong rồi thì anh em đào lên bên trên một tí này. Anh em... Ô ô ô ô. Ồ, hình như là cái đá này là tôi lại đào ra hang pha lê này đúng không anh em? Đây nhá. Đây, từ từ đây. Anh em đặt cái cửa sập vào. Mở cái cửa sập ra rồi anh ấn nó xuống đấy. Thì anh em ngồi xuống cái này đấy. Thì anh em chỉ cần đào một đường thôi, nhanh hơn đúng không? Nó nhanh hơn rất là nhiều. Nó lại là hang pha lê này anh em. Theo tôi biết ấy là
là cái phần trăm mà nó spawn đang pha lê ấy, là nó khá là cao đấy, nó cao bằng cái phần trăm spawn ra tàn tích cổng địa ngục đấy. À, đây này, đây này, cái mình đào cái phía này này, đào đào phía phía này này, à có đúng không? Ơ thế quái nào mà tôi đào ở đây mà tôi không thấy nhở? À, thì nó phải có cái hang pha lê ở đây chứ, nó bởi vì là cái này thì là đá ở hang pha lê mà đúng không? À, thứ hai là đào sâu bên trong ta. Được rồi, tôi lấy cái cuốc, lấy cuốc đá đào không nào, để tôi thử tìm thử xem là cái hang pha lê ở đây là ở đâu nhá. Sao ở đây là, à hay là nó ở bên trên nào, khéo nó ở bên trên. Ô cái này nó chỉ là đá của hang pha lê thôi à, xung quanh nghe lại không có hang pha lê các bạn. Ồ wow, anh em ơi, có lava này, có lava thế này chứng tỏ là có hang động ở dưới này đấy đúng không? Ngon, để xuống luôn. Ồ đây rồi các bạn, đây rồi, đây là thứ mà chúng ta cần tìm rồi. Đây anh em ạ, đây này, nó có hang động ở đây này mà vì sao mà nó lại không có ấy nhở? Đây này, đấy anh em thấy chưa, anh em thấy là đá nó khác khác nhau chưa? Có chiến rờ là grab không à? À cầm cái cúc gỗ đào nhìn ngứa mà là đây này, anh em thấy cái loại đá này chưa? Đá này cứng phết đấy nhá. Đấy anh em thấy cái loại đá này chưa? Cái loại đá này là nó chỉ có ở vùng gọi là hang hang sâu thẳm nhá. Thì đấy là tôi dịch đây chứ mà tôi cũng chả biết là dịch thật sự là gì. Được rồi, bây giờ đào ở đây thì cũng không có ra được cái gì đâu đúng không? Để tôi tiếp tục cái tôi đào qua bên này nhá. Mà tôi không có cái gì nhỉ? Tôi nhòm thử, hình như bên này có đường đi đấy. Đi nhá, mình đi qua rồi cả. Ơ nào, cẩn thận nào. Đồng này. Nào, phá cái này ra. Ồ, cái này chỉ là một cái hồ lạ. À đây này các mày, đây này. Anh em thấy cái đá này chưa? Đấy, hang sâu thẳm đấy. Nào, để tôi qua đây để tôi xem thử tôi lên trên này được không. Mong là trên này nó có một cái hang động to anh em ạ. Ờ, chết rồi, nhầm rồi. Uầy, đây là redstone đấy, trông đẹp phết đấy chứ anh em nhỉ? Đẹp phết đấy, đào thử nhá. May là nó không ra redstone thô đấy, nhỉ? Nó mà ra vậy nữa chắc là cái này cũng thành hát co luôn đấy chứ còn gì nữa. Đào thử lên trên này xem là trên này có hang động không nào. Tôi mong là tôi tìm được một cái hang to tí để tôi còn gọi là chơi đùa tí nào. Làm tí đuốc đã nhá, làm thêm tí đuốc anh em ạ. Thôi bye stream hay lắm ạ. À, ok anh em đi ngủ đi. Đúng rồi, nó là cái dripstone đấy, thì nó là cái hang hang dripstone đấy, tôi cũng không biết nữa. Thì cái dripstone nó là cái hang hang cái gì ta, hang hang thạch nhũ đúng không? Tôi nhớ là như thế đấy các ạ. Mình đã cố gắng mình đào thử ở đây xem mà nó có dẫn tôi ra cái gì không. Ui, kinh không anh em. Đây này, anh em thấy chưa, cái quặng ở đây ấy là nó cũng bị chuyển màu luôn đấy. Anh em thấy chưa, anh em thấy chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ phá cái này ra nhá. Để phá được mấy quặng này là mình cần thời gian nhiều gấp đôi mấy quặng bình thường đấy các bạn. Tiếp tục phá lên nào. Ái chà, có nhiều phết chứ nhở. Nhưng mà nó lại không có một cái hang động đấy các bạn. Tôi đào tới đây là tôi đấy đấy. Giờ anh em thấy không? Kinh không? Trông bắt đầu là trông mọi thứ nó bắt đầu là kiểu nó kinh ở đây đúng không? Để tôi đào thử qua bên này nhá. Biết đâu ạ? À, đây đây. Tôi đào một đường thôi anh ạ, tôi đào một đường thôi. Nào, nằm xuống cái đào này cho nhanh anh các bạn. Ồ, có vẻ là chỗ này là nó có khá là nhiều cái dripstone ở đây. Tôi không biết là nó có dẫn tôi đi đâu không. Tôi mong là nó dẫn tôi đi đâu đó. Chả lẽ là nó lại không đưa tôi đi đâu thì buồn cười quá nhỉ. Đi tìm pha lê à? Này anh em, pha lê này. Này, tôi chả hiểu sao mà số tôi khá là may cả. Tôi vừa vào game cái mà tôi đã tìm được hang pha lê mà. Khá là may mắn. Nào chúng ta gọi là đào thử ở đây. Mà theo như tôi biết ấy, là hình như hiện tại là thỉnh thoảng là mình mới gặp một vài chỗ mà nó có cái dripstone thôi, chứ còn lại là nó cũng không phải là lúc nào mình cũng gặp đâu. Đấy, thế nó mới gọi là, thế nó mới buồn. Bởi vì là nó chia làm hai đợt mà, phải đợi đến cái đợt update tiếp theo ấy, đấy lúc đấy chúng ta mới gọi là gặp cái
gặp cái hang sâu thẳm được, lúc này chúng ta mới gặp được nhiều cái hang có đá đen vừa nãy. Mấy bé lặn nhớ anh ư? Thế nhưng mà không sao anh em ạ. Anh em đừng lo, tôi không bỏ RL Grab đâu. Tôi chỉ gọi là thì nói chung là mình relax tí chứ, mình chơi RL Grab nhiều mình cũng đau não chứ, đúng không? Đấy, relax tí các bạn. Được rồi. Bây giờ mà không tìm thấy cái gì thì tôi sẽ lên bên trên nhá. Tôi sẽ lên bên trên và sau đó chúng ta sẽ cùng đi hang động anh ạ. Anh em yên tâm, tôi sẽ không tôi không có dự tính hoặc là tôi không có dự định xây nhà bên trên đâu. Tôi chỉ đào lên bên trên thôi, sau đó chúng ta cùng chạy đi tìm cái hang động nào đó. Chúng ta cùng xuống vào đấy và chúng ta xây nhà ở dưới đấy anh em nhá. Hình như bây giờ độ cao vẫn là 256. Hình như là nó mở rộng độ cao rồi anh em ạ. Thực ra tôi cũng không biết đó. Thì tôi cũng không biết đấy anh em ạ. Ơ mà hình như là hình như nó mở rộng rồi sao ấy. Nó mở rộng rồi, thế nhưng mà các cái ngọn núi là nó vẫn cao độ cao bình thường anh em ạ. Thì chắc là phải tới cái đợt update tiếp theo ấy đấy, thì mấy ngọn núi nó mới cao hơn. Thì chắc là như thế. Tôi không biết nữa anh em ạ. Mà 1.18 update độ cao. Ở đây này. Tôi đào lên được cát rồi này. Có vẻ là mình đang ở dưới bãi biển đấy. Nào mình lên thôi anh em, mình lên thôi. À không. Bơi đi em ơi. Ơ vì sao mà thằng của tôi nó bơi chậm thế anh em nhỉ? Ôi trời, chưa tràn nhanh. Ôi đây đây. Ôi nhanh. Từ từ anh em ạ, thở đã. Mở lên 312 block. Ôi thế à? Với lại xuống ở tầm what the hell? Xuống ở tầng âm 64 á. Anh ai chờ 1.99 giống tôi không? 1.99 là gì? À là bản update đấy hả? Ủi lâu lắm anh ạ, à. Có lâu anh ạ, à. Có lâu mới ra. Xuống ở tầm -64 à? Vãi vậy. Tôi chưa từng đọc thấy cái này ở bản update luôn à. Tôi thật không đấy anh em? Nhanh nào. Sao phá có mấy cục lâu thế nhở? Vậy thì đây đi. Đây cả, nếu vậy tôi biết cách rồi, tôi chặn cái này vào đã này. Đấy, xong rồi tôi sẽ phá cục cát ở đây đã. Rồi, xong rồi tôi sẽ phá cái này đi. Ok rồi, được rồi đấy, mình bơi lên rồi đấy anh ạ. Có con Asolonto gì không? Thì cái con Asolonto đấy là nó khá là hiếm anh em ạ. Nhưng mà nó cũng hay spawn lắm, nhưng mà tôi không gặp nó. Được rồi. Đây nhá, để tôi thử xem là anh em nói có đúng không nhá. Bây giờ là anh em bảo là nó update độ cao lên rồi đúng không? Vậy để tôi từ từ đã, mà tôi hơi đói rồi đúng không? Tôi sẽ nướng tí thịt nhá. Tôi nướng tí thịt đấy các bạn. À đây này, đây này. Đá cuội bảng sâu á, đá cuội bảng sâu. Thực ra là ông nào Việt sắp tôi thấy là nó hơi buồn cười. Thực ra tôi không nghĩ là nó dịch cả đá cuội bảng sâu đâu. Anh em cứ dịch là đá cuội ở vùng sâu thẳm ấy. Đấy. Nghe nó ngầu hơn đúng không? Nung cái này nhá. Nung thịt bò đấy. Đợi tí ấy các bạn. Dùng sẻng đi anh, có sẻng mà thế à? Đâu? Tôi chưa grab sẻng anh các bạn. Được rồi, nung tí anh các bạn. Nung một tí. Nhưng mà tôi thấy là bây giờ là tôi thấy là trông mấy ngọn núi cũng cao cao đấy nhở. Không biết là up độ cao đây. Từ từ đã, để tôi vào để tôi chỉnh hình ảnh cái nhá. Để tôi xem thử xem nào. Thì sao mà trên trời nó lại không có mây anh em ạ? Sao mà trên trời nó lại không có mây anh em nhở? Ê, buồn cười thế nhỉ. Cái này là nó mới ra các bạn, cái bản 1.7 này nó mới ra, thế nên là nó có nhiều cái là nó chưa cho mình chỉnh ấy. Nên là các em nhìn này, ở trên trời trông nó chả có một cái gì luôn. Ồ, tàu đắm này đúng không? Nhưng có tàu đắm này anh em ơi. Hôm nay lại không dùng shutter thế anh, bởi vì là cái này là bản nó mới ra anh em ạ, nên là nó không cho tôi dùng shutter. Chứ thật ra các em mà được dùng là tôi dùng rồi đấy anh ạ. Thật sự là tôi cũng muốn dùng lắm nhưng mà game không cho. Đây này thì anh em nhìn này, skin là tôi còn phải dùng skin của Alex. Ồ, đá bảng sâu được đánh bóng này. Ồ, mình gộp 4 cái cục đá cuội bảng sâu này lại là ra được cái này các ạ. Để đặt thử em đặt không nhá. Uầy, trông khá là vuông đây các ạ. Nếu mà anh em dùng cái này mà anh em xây thành trì, tôi thấy là có vẻ hợp đấy đúng không?
trông khá là chắc chắn. Được rồi, đi nhá. Ở đây, quái nào mà tôi lại có cái xẻng nhở? Đúng rồi, này. Có một loại màu của kỳ nhông Mexico cực kỳ hiếm, đó là màu xanh đậm với sừng màu vàng ấy chả. Nghe thấy đẹp. Xẻng ở slot 5 đã ơi nhở. Bản mới ra chưa có fork đâu nên chưa có fork nên là không cài được Optifine và Shutter đúng không? Ờ, thực ra tôi cũng chả biết cái fork với cái gì. Kìa anh sẽ được rồi đi. Ôi sao tối nhanh thế nhở? Được rồi nhá, tôi sẽ thử cố gắng để tôi leo lên ngọn núi này em nào. Nhưng mà tôi không có sắt nhở, tôi có quặng sắt đâu. À đây, tôi có quặng sắt thôi các bạn. Đây nhá, từ từ đã các bạn. Bây giờ tới chiến thuật rồi. Bây giờ là mình cần leo núi đúng không? Mình cần leo núi, nếu vậy thì mình cần phải nung sắt các bạn. Mình cần phải nung sắt thì có nghĩa là mình cần gỗ. Cần gỗ rồi tôi sẽ nung cái gậy của tôi đi. Mình chỉ cần một sắt thôi các bạn, một sắt để mình cộng với hai sắt này mình làm cái xô, múc nước rồi mình leo ấy. Ok, được rồi, chết chào rồi, đi nung thêm rồi. Được rồi các bạn. Cái bàn chế tạo đâu rồi? Đây. Tôi thấy là mình dùng mấy cái đồ gỗ này cảm giác là nó hơi sỉ nhục anh em đúng không? Tôi chết cha rồi. Thế nhưng mà tôi làm quái gì có gậy, tôi không có gậy để làm đồ mới này cả. Nên là chắc là tôi phải xuống nhặt lại mấy cái đồ gỗ rồi. Đâu rồi? Ui có tờ heo, sao mà tôi vứt nó ra tận đấy à? Đâu rồi? Đây. Thôi, nói chung là bây giờ mình không có nên chê cả, mình không có nên chê. Đi lên nhá, tôi sẽ thử lên bên trên, tôi nhòm thử xem mà khung cảnh mọi thứ nó khác biệt gì không. Kiểu giống Fabric à? Thực ra thì tôi không có biết đâu. Thì theo như tôi biết thì là mấy cái như kiểu là Fork với Fabric thì là kiểu là mod đấy đúng không? Thì nó giúp mình cài thêm mấy cái như kiểu là RL Craft đấy đúng không? Kiểu thế. Chung là tôi cũng chả có chuyên sâu lắm anh ạ. Tôi cũng dân đen mà anh em. Dân đen có biết gì đâu anh em, nghèo lắm. Nhà nghèo mẹ cũng được ấy. Nào, chào anh đêm nào. Nhưng mà được cái là trời vẫn sáng ấy cả. Được cái là gọi là đêm tối rồi nhưng mà nó vẫn sáng sáng cái này, nó cũng ngon ngon. Không, chết rồi, phá cục đi. Đây, đặt nước của tôi lên cho nhanh các bạn. À đây nhá, nếu mà theo tôi biết ấy, là cái bản 1.27 này là nó có khối tuyết đấy các bạn. Ái chà, mà tôi thấy là gọi là tôi thấy núi khá là cao đấy. Tôi đang ở tầng 94 rồi các bạn. Ái chà, scan nào từ từ nào. Ái chà, có nhiều quái nhở. Ái chà, khá là nhiều quái đây các bạn. Thế nhưng mà nói chung là cái bọn tầm thường thôi. Cái bọn tầm thường thôi các bạn. Sau những cái giờ phút gọi là về tập luyện giọng ở trong RL Craft là bây giờ tôi thật với anh em nhá. Mẹ Minecraft nó dễ vãi đái luôn đấy, thật. Dễ vãi đái. Không có cái gì nhở. Có vẻ là nó cũng không có cái gì ấy cả. Tôi thấy nó cũng bình thường đấy, nó không có cái gì. Nó có một cái là đó là cái bản 1.7 này chúng ta làm được cái block tuyết anh ạ. Và chúng ta đứng ở trên đấy là chúng ta sẽ bị cái hiệu ứng lạnh. Đấy, nó khá là sắc rối đấy các bạn. Tôi bắt đầu cảm thấy là bắt đầu gọi là game nó bắt đầu ghê giống kiểu Minecraft rồi đấy. Bơi lên cái nhá. Tôi đi đây ly mà cái gì đấy? Cái này là snow powder à? Ừ, đúng rồi. Mẹ chúng mày cứ làm như mỗi mình chúng mày biết ý mà cứ spam. Không sao đâu anh em. Không sao. Anh em cứ thoải mái đi. Loại kỳ nhông Mexico. Kỳ nhông Mexico cũng lít bằng hacker à? PC của anh mua hãng nào vậy? Tôi mua lại anh em ạ. Chỉ dùng lệnh thì mới triệu hồi được con kỳ nhông à? Kinh nhở. Không sao, anh em thích anh em comment nhá. Tôi thật với anh em là tôi gọi là tôi thoải mái lắm. Tôi anh em comment đéo gì cũng được. Anh em đi làm cả ngày mệt bỏ mẹ rồi đúng không? Về nhà xem stream mà địt mẹ. Mà thằng streamer nó cấm đéo cho anh em comment nữa thì địt mẹ mới xem đéo gì đúng không? Anh em thích chửi tôi, anh em thích làm đéo em comment nhá. Ái chà, đây là một thằng zombie dân làng này anh em ơi. Nếu mà bây giờ mà muốn làm được cái khối sườn nâu ấy, theo tôi biết là mình phải là mình cần có cái xẻng anh em ạ. Mà cái xẻng của tôi đâu? Chết mẹ rồi. Hình như tôi mất cái xẻng rồi anh em ạ. Từ từ đã anh em ạ, để tôi đây nhá, để tôi chạy qua bên này nhá, chạy qua bên này cho nó bớt đông quái anh em ạ. Rồi tôi sẽ xúc thử cái xẻng rồi tôi làm thử cho anh em xem cái khối tuyết nào. Mà tôi không có đủ gỗ anh ạ. Nếu vậy bây giờ chắc là mình cần phải chặt thêm gỗ rồi.
Chật. À đây ư nhỉ. Rồi ôi, à trời ơi. Anh em bảo slot 2. Ui trời ơi, cái trời ơi, cái não của tôi anh ạ. Anh em thông cảm nhá. Anh em thông cảm. Đầu óc tôi nó hơi đần anh em ạ, nó hơi đần, anh em thông cảm nào, tôi thử nào. À đấy, anh em thấy chưa? Khối tuyết đấy, vứt vứt cái snow ra. Ở chết cha rồi, nhanh nhanh phá cái này đi nào. Ôi chết cha rồi. Ôi. Ôi, ui giời ơi. Ui giời ơi. Mẹ giật cả mình đấy các bạn. Quái nào mà tôi chơi Minecraft bình thường mà sao mà tôi vẫn cứ hét được nhỉ? Buồn cười thế nhỉ? Đáng ra tôi phải pro chứ tôi bỏ bối craft table đi anh em, mình đi mẹ luôn đi chứ. Sẹng, am I invisible? Đây nhá, tôi test thử cho anh em khối tuyết này nhá. Đây các bạn. Với cái khối tuyết này này là anh em có thể dùng nó giống như là nước luôn. Đây này, anh em nhảy từ trên xuống nhá và anh em đặt khối tuyết. Đặt. Ôi giời ơi. Ơ. Ơ. Nào mà tôi đặt mà không được các bạn. Ơ. Ơ nào 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 nào. Ơ. Anh em ơi, bây giờ mình làm sao để mình làm được cái bột tuyết nhỉ? Thì cái khối tuyết này hình như à đây này anh em ơi, đây này. Đây là con Acelonto này anh em ơi. Đây này, con Acelonto ấy này. Em ơi, đây anh ạ. Tôi bắt nó, bắt à, thú săn mồi dễ thương nhất đấy. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nó chưa? Nào, bơi nhanh lên nào. Đau quá các bạn, đau quá. Đấy là cái hôm mà quê. Quê tí thôi. Quê tí không sao. Không sao anh cả. Ôi nào 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 nào. Ơi nào. Để tao đọc comment của anh em nào. Thế nào anh em nhỉ? Thế giờ làm sao mình làm được cái bột? Ô sáng cái gì thế này? Ô what the hell? Ô nó sáng. Ô anh em ơi, đây 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 đây. Đây đây anh em, nó còn một cái nữa mà tôi quên mất rồi, tôi chưa nói cho anh em. Anh em có thấy nó có cái gì sáng thế này không? Đây này. Cái này này. Cái này nó chính là những cái leech. Nếu mà theo tôi nhớ là nó đọc như thế, tôi không biết tôi đọc đúng không. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong hang động và nó khá là giống rêu ấy, nhưng mà nó sẽ không lan ra, nó sẽ không lan ra được. Rêu thì nó lan, rêu thì nó lan ra được mà, thế nhưng mà mấy cái leech đấy nó sẽ không lan ra được các em ạ. À, đấy thì vào thì nó sẽ phát sáng, gọi là nó phát sáng một cái ánh sáng rất là dịu dàng và trông nó rất là đẹp. Đấy. Nó sẽ ở trong hang động ấy. Bây giờ tôi sẽ thử vào trong hang động để xem thử xem có tìm được nó không nào. Đây. Đấy. So Acelonto của anh em đấy. Xinh không anh em? Đây nhá. Cho anh em xem này. Đấy. Xinh không? Xinh không? Bắt nó về nhà hiếp. Úi dồi ôi. Anh em mẹ gu mặn quá. Anh em ăn mặn quá. Mà lúc nãy anh gặp được con cừu hồng thì do anh may mắn, nhưng con cừu hồng con chắc chắn là anh chưa nhìn thấy với cả Lin. Cừu hồng con mà anh em bảo là chưa nhìn thấy hả? Anh em vào ngay kênh YouTube của tôi nhá. Tra ngay Minecraft Hardcore 1000 năm tập 1 nhá. Trong tập 1 của cái series Minecraft Hardcore 1000 năm mà tôi chơi ấy là tôi gặp ngay một con cừu hồng con đấy anh em ạ. Cầm lấy cái vạc để ngoài trời tuyết. À thế à, hay nhở. Khá là hay. Thôi không sao anh em ạ. Không sao đâu, kệ đi. Kệ đi, cứ cho anh em comment thoải mái chứ. Chả sao đâu. Tôi đọc comment của tất cả anh em mà, nên là anh em đừng lo là bình luận của anh em sẽ bị trôi. Anh em đừng lo nhá. Thoải mái anh em ạ. Tôi tìm cái hang nào. Hello em Creeper, tôi thật với anh em giờ nhìn thấy Creeper tôi còn thấy nó còn hơn cả con gà anh em ạ. Tôi thật với anh em là tôi nhìn thấy con gà tôi còn dừng lại để tôi suy nghĩ thử xem mà tôi có thiếu thịt không để. Ôi nào. Nào 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 nào. Bò này, ái chả có nhiều quái nhở. Nhưng mà kệ ơi đi. Đi tìm cái hang động nhá. Hôm nay chúng ta rút đầu vào hang động anh em ạ. Trời sắp sáng rồi, hôm nay chắc là cũng hôm nay là đã sắp qua ngày thứ hai rồi đấy. Sắp qua ngày thứ hai rồi đấy. Noob Furry à? Noob Furry là cái gì? Lý do Minecraft thêm Acelonto vào game là để ủng hộ việc bảo vệ. Ừ đúng rồi. Thì nếu mà theo như thì nếu mà theo tôi đọc ở đâu đó thì ôi nào 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 nào. Ôi nào 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 nào. Bình tĩnh nào các em, bình tĩnh nào các em. Kinh phết đấy kìa ạ. Bắn tôi ác liệt quá. Khá kinh đấy. Khá kinh đấy. Nhờ, cửu nhờ.
farm tí em nhá, farm tí để tôi nhòm thử xem xung quanh có con nào không nào, có con quái nào không. Úi dồi ôi, nó bắn hai phát vào đầu tôi đây. Được cái, tôi ăn nung tí đồ em nhá. Tôi ăn nung thịt đi và chết cha tôi có không có thôi tôi à, tôi nung cái cuốc của tôi đi. Đấy, nung cái cuốc của tôi luôn anh em ạ. Còn mẹ nó vì nó bị săn bừa bãi để làm thú cưng vật cảnh đúng không? Tôi cũng không biết đấy, nhưng mà chắc nó đẹp đấy. À với cả theo như tôi biết ấy, là con Asolonto này là nó là khi mà nó bị mất chân hay là nó mất cái gì ấy, thì theo thời gian là nó tự mọc lại ấy, xị đâu. Chắc là nó là động vật hiếm hết thế nên là nó hay bị săn kiểu thế. Này tôi làm được đá bảng sâu. Ôi các bạn, nếu mình nung cái đá cuội bảng sâu nhé, là mình làm được đá bảng sâu ấy thì trông nó sẽ mượt hơn đây này. Thôi rồi, tôi vào làng để tôi nhòm thử xem trong làng có cái gì không. Anh mà chơi được mod pack Dark Soul là hơi bị bờ rồ đó. Nghe nói nó khó hơn RL Craft à? Bạn tôi là nó cũng có gửi cho tôi cái đấy, rồi nó bảo với tôi là nào mà rảnh thì chơi thử đi. Nói chung là anh em cứ yên tâm nhá, mod đéo nào tôi cũng chơi, anh em thích tôi chơi, ấy vậy thôi. Nhưng mà quan trọng ấy đó là bây giờ tôi đang chơi RL Craft đây ạ, và tôi đang chơi Minecraft 1.7 đó. Nên là anh em cứ từ từ nhá. Khi nào mà tôi chán RL Craft ấy, hoặc là kiểu là mình chơi RL Craft căng quái thì mình qua Dark Soul mình thư giãn đúng không? Thế nhưng mà theo tôi nghĩ là Dark Soul là nó sẽ không có gọi là thư giãn đâu đúng không? Bởi vì theo tôi biết là cái game Dark Soul thật đấy mà nó không phải là Minecraft Dark Soul ấy là nó khó vãi đái rồi. Thì cái bản update này nói chung là trong làng nó cũng chả có cái mẹ ở đâu anh ạ. Đấy, trong làng thì nó vẫn có những cái thứ gọi là nó rất là gọi là có ích như kiểu là lúa cái này thôi. Chả có cái gì đâu, mình phá tí lúa anh em chắc. Phá tí lúa mình có đồ ăn. Dọn đồ đi anh, ông tài chơi vanilla. Thì sao anh em lại bảo cùi, có cùi đâu. Cùi đây anh em, nó có gì cùi. Dọn đồ à, ok. Từ từ đây anh ạ, chung là bây giờ là chúng ta sẽ không có dọn đồ. Tôi vứt cái cục kia nhá, tôi vứt cái cục kia đi. Tôi sẽ gọi là tôi sẽ làm, tôi sẽ chặt cây này. Tôi sẽ chặt cây và tôi sẽ làm một cái bàn chế tạo anh ạ. Một cái bàn chế tạo. Chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta chặt nhiều nhiều cây tí. Đấy, xong rồi chúng ta có đủ gỗ rồi chúng ta xuống hang động sống. Đấy. Sống ở trên này làm cái gì? Ok, nào tôi sẽ làm cái gậy này. Tôi làm bố nó à, mà tôi có không, mà tôi có không có đủ sắt để làm cái rìu sắt thôi. Tôi làm cái rìu đá đi nhỉ. Làm cái rìu đá đi. Ok, đào nhá. Đào cây. Phải chặt cây chứ đúng không? Thỉnh thoảng là tôi đã quen tôi gọi nó là đào đây anh ạ. Đã xuống tầng âm 1 tìm kim cương à? Xuống ở tầng âm 1 cơ à? Ok. Ok, để chốc nữa tôi thử xem nhá. Nếu mà xuống được tôi xuống luôn đi các bạn. Xuống là tôi xuống luôn, chắc chắn với Gale luôn. Chốc nữa tôi đã thử cố gắng để tôi tiếp tục đào sâu xuống dưới thử phát nữa nhá. Nhưng mà chung là mình cố gắng mình tìm cái hang đi anh ạ, mình tìm cái hang. À, 18 gỗ vậy tôi nghĩ là ok ở đây, mình tìm cái hang nhá. Anh em ơi, hiện tại đang có nhạc ấy, thì anh em có nghe rõ tiếng nhạc không? Có ai mà không nghe rõ tiếng nhạc không? Nếu mà anh em mà không nghe rõ thì anh em comment số 1 nhá, cho tôi biết để tôi có chỉnh nhạc to lên cho anh em nghe nhá. Từ tầng 0 trở xuống nhiều kim cương lắm à? Con người vào năm 2020 làm nhà trên mặt đất, con người vào năm 2021 làm nhà trong hang. Đúng rồi. Làng có vài cái rương à? Rồi ok, hello anh em Đặng Lâm nhá, hello anh em. Cái bố rương kìa, ở chung là tôi chơi pro mà anh em, tôi cần gì phải loot mấy cái rương phò ở trong làng. Thật với anh em khinh thường tôi quá. Sao mà cái... À đây này, đấy, cái hang có đường... À nào. Ui, nào. Ui chứ. Đây kìa. Tôi thử gọi cận chiến với con. Nào. Mày đừng có bẻ lái. Mày đừng có gọi là... Nào. Rồi. Ngon này. Thằng này... Thằng đấy nó chạy mà nó cứ đánh võng anh em ạ. Láo thật. Ơ, cái hầm này thông ra một chỗ khác à? Chả có cái quái gì à? Ồ, nó có hoa xanh này. À, cái hoa xanh đấy, tôi tưởng nó chỉ mọc ở đầm lầy. Sao không thấy một cái hang động nào nhở? Cái này nó gọi là bản update hang động mà lại chả thấy một cái hang động nào anh em ơi. Buồn cười. Đây này, có đây này. À không, cái này là có đồng thôi.
Có đồng thì cũng chả cần đâu. Chừng có mấy... À đây 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 nhá. Tôi sẽ dùng cho anh em xem cái ống nhòm nhá. Cái ống nhòm nhá, thử xem là nhòm xa thế nào nhá. Kinh nghiệm chơi RL Crabby Line, mình được 10 điểm công nghệ sau khi chơi mắt chơi cái mod pack đó à? Surf Tech SG à? À thì cái mod pack đó chắc là nó có nhiều đồ hiện đại lắm à? À anh thay bỉm chưa? Thật với cam chơi, thật với cam chơi Minecraft bình thường thay bỉm gì? Nào để tôi đi tìm cái hang động nào. Tôi chết cha rồi anh em ạ. Chết cha rồi. Tôi phải thông báo về anh em một tin, đó là điện thoại của tôi nó hết 4 ốc pin rồi anh em ạ. Nó hết 4 ốc pin rồi. Nhưng mà anh em đừng lo, tôi sẽ chưa off stream đâu. Tôi biết là rất là nhiều anh em gọi là thích xem bản 127 này mà đúng không? Bây giờ mà off thì nó gọi là có lỗi với anh em quá. Nè tôi xin phép anh em nhé, thỉnh thoảng là tôi sẽ pause game lại và tôi sẽ qua để đọc thử bình luận của anh em nhé. Nào tôi đọc thử xem sao nào. Không, thực ra 127 chỉ là update mod lấy block làm trung tâm. Ừ đúng rồi đấy anh ạ, nó phải qua 1.18 đấy đúng không thì nó mới ấy đấy. Anh du hành về thời kỳ đồ đá hả? Surftech là chia ra làm nhiều thời đại công nghệ, càng ngày càng hiện đại. À ui kinh nhở, live tới 2 giờ sáng à? thực ra là nếu mà được ấy, nếu mà tôi mà có sức ấy, thì tôi luôn muốn live với các em tận 5 giờ sáng cũng được. Thật, tôi thật với các em luôn đấy. Nhưng mà mỗi tội đó là kiểu sức người cũng có hạn đấy. Đấy chả cái gì kia, sáng gì kia. Xuống thử nhá, xuống thử anh ạ. Bây giờ mà xuống à? Bây giờ mà xuống thì Dream là nó có một cái trò này là anh em này. Nó đặt block ra. Ui chết mẹ. Đây thì thôi anh ạ. Nói chung là mình không được như Dream đâu. Mình gọi là mình cứ phò phạch cái này thôi. Đào xuống đó anh ạ. Bây giờ mà cứ đú chết đây anh ạ, đúng không? Để qua đọc luận của anh em cái nhỉ. Thay bỉm đê, kính viễn vọng sẽ giúp chúng ta zoom xa hơn, optify khi nhấn nút C. Mấy ông mà chơi surf tech à? Dream tài lên 3 giờ sáng gặp quỷ Satan đang chế búp bê. Ôi giời. Chào anh, livestream vui vẻ. Ok. Hello anh em Thanh Thanh nhá. Hello anh em. Để tôi làm cái cuốc nhá. Đấy thì tôi cứ phải thoát ra tôi mới đọc được comment của anh em thì anh em thông cảm nhá. Bởi vì điện thoại của tôi là hết luôn rồi, cả hết pin luôn rồi. Bởi vì hôm nay là tôi dành nhiều thời gian để tôi tìm hiểu về bản 1.7 quá. Hết pin cái điện thoại luôn rồi. Khổ lắm. Nào. Đây, cái hang này có vẻ sâu đấy. À đấy, anh em thấy chưa? Đây này. Cái này, à không. Cái này... Ôi nào, scare kìa, phải cẩn thận chứ không là nó bắn tôi vực bây giờ. Ái chả hang không được ấy. Để tôi nhòm cho anh em xem này. Đấy, anh em thấy chưa? Cái này là cái lichen hay sao ấy? Nó không phải là cái lich đâu, tôi nhớ nó là cái lichen ấy. Bây giờ tôi nhớ là rồi. Có đúng không? Để tôi nhòm thử cho mày nó có cái lichen không? Không có à? Không có cái lichen à? Chơi gãy giường như trên phim ảnh động lag sim rồi à? Không anh em ạ, nó không phải lag sim đâu. Thì đó là tôi thoát ra rồi tôi đọc bình luận của anh em đấy. Dream vẫn là Dream thôi, làm Dream đi. Không làm ở đâu. Nó không phải lag sim đâu anh em ạ. Mà tôi thoát ra đấy, được rồi nhá, tôi sẽ xuống dưới nhá. Xuống dưới luôn anh ạ. Chúng ta xây ở dưới và sâu thẳm ở dưới lòng đất nhá. Sorry anh em. Bởi vì tôi hết pin điện thoại này, tôi mới nên là anh em mới tưởng là nó lag stream, thực ra nó không phải đâu anh ạ. Sorry anh em nhá. Nào, đau đấy anh em ạ. Nào. Úi giời ơi. Suýt tí nữa là tôi bị nước đẩy tôi xuống lava rồi anh ạ. Nào. Căng thế nhở. Cẩn thận đấy, phải cẩn thận đấy. Nào từ từ đấy, tôi đây anh ạ. Tôi sẽ làm bánh mì tôi ăn nhá. Kinh phết tệ, suýt chết đệ. Nhiều bánh mì tí. Đây. Anh em đợi tí thoát ra đọc bình luận của anh em cái nhá. Kim cương kìa, đúng rồi, kim cương kìa. Quá ngon luôn. Like tới chừng nào à? À chắc là like tới tầm 12 giờ kém anh em ạ. Thì khi tôi mệt thì tôi sẽ nghỉ thôi. Nếu đồng mà làm được vũ khí nó là thần thì lại hay à? Nếu đồng làm vũ khí nổ thần thì lại hay. Ừ cũng hay. Lại đến 4 giờ sáng gặp sứ giả địa ngục. Spider lăn như là kính soi. Tay bự chắc còn cờ him cũng to thế. Đúng rồi, to mà anh em. To mà. Ở đây từ từ nhá, từ từ à,
Để tôi bật cái phụ đề lên đấy, để cho nó hiện phụ đề ra cả mình chơi nó an toàn hơn. Nào, nhòm thử xem mà xung quanh có gì không. Vừa nãy đây này, đây có kim cương này. À đây này anh em này, anh em thấy chưa? Đây này, đá gọi là đá bảng ở sâu đấy. Đấy, đây là đá bảng sâu đấy, đúng không? Nó gọi là vậy đúng không? Để tôi lấy cái này đã nhá, tôi lấy cái craft table nhá. Rơi bị cháy kìa. Được rồi, ăn bánh mì cái đã. Huyền thoại cu giỏi 50. Chào anh em đứng đây từ chiều, chào anh em đứng đây chiều. Ok, hello anh em Thanh Thanh nhá. Tôi chào anh em rồi mà. Chào anh em rồi mà. Nào, qua đây nhá. Để tôi phá cái này. Phá kim cương. Ơ thế nhưng mà tôi làm gì có cuốc, tôi chết cha rồi, tôi không có cuốc sắt rồi anh em ạ. Tình huống chớ trêu không? Tìm cái kim cương mà lại không có sắt để đào á chà. Bây giờ là anh em trông 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 kim cương có đẹp hơn này đúng không? Có đẹp hơn đấy ạ. Đấy, trông đẹp hơn đấy, được rồi. Chung là tôi sẽ ghi nhớ cái chỗ này anh ạ. Tôi qua bên này đã, bởi vì hình như là tôi mới nhìn thấy gọi là đá đá trong hang pha lê ấy. Đây này. Đây này anh ạ. Ồ cái này là ngọc lưu ly, giờ trông ngọc lưu ly trông máu cháy nhỉ? Trông cháy phết đấy anh ạ. Kinh phết đấy. Đây nhá, tôi chạy thẳng qua chỗ này luôn này. Nhòm xem là có bạc không. Nào nào, rom nào, rom nào. Không láo nào. 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 Đây là anh em này. Thì là cái đá này này, nó là đá ở trong hang pha lê này. Uầy. Đây là than đấy. Đấy, than trông đen rồi anh em. Than than ở dưới tầng than ở dưới tầng sâu bên dưới thì nó đen như cái này đây anh ạ. Khá là đen đúng không? Johnny Sins 99 á, tôi tưởng Bedrock cả. Than đấy anh ạ. Em cài mod con rơi nó chưa hút máu kinh vậy. Thêm thuốc vuốt ra cỡ. Hồi dài đấy anh ạ. Biome Deep Slate có lâu mới ra. Ừ đấy anh ạ. Thì là cái biome đấy là hình như là, đấy, hình như là tầm tháng 12. Tôi cũng chả nhớ. Bạc trên đầu là thế à? Thế à? Lỡ chơi thuốc của người rơi à? Than trông chuẩn hơn. Than trông chuẩn than hơn à? À ừ đúng rồi nhỉ. Cái này đen thế này mới đúng chứ đúng không? À đấy đấy, đúng rồi anh em. Thật sự là tôi cảm thấy là tôi livestream mà tôi mới cảm nhận được cái niềm vui của livestream anh ạ. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì tôi lại, oh what the hell, lại là con Asolonto này. Ôi nào 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 ui what the nào 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 what the nào 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 ui từ từ chạy 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 nào 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 ui giời ơi, ui giời ơi, nó lại có thêm một con Asolonto đấy kìa. Ăn cái đã nhá, thốn quá. Đang review cho anh em mà nó cứ bắn tôi. Làm sao tải phiên bản này à? Anh em tải bằng tờ launcher ấy. Biết tiếng Anh mà anh em. Tôi dành 10 năm học trung tâm tiếng Anh mà anh em. Kỳ nhông Mexico vàng, anh không cài skin ạ. À? Ừ, đúng rồi anh em ạ, là bởi vì là cái này nó là cái bản ấy ấy. Cái này nó là cái bản kiểu là nó vừa mới ra mà, thế nên là nó không cho tôi dùng skin đấy, nên nó không cho tôi dùng cả shutter ấy, thế nó mới buồn chứ. Khá là nhiều đồ phò nhỉ. Tôi sẽ dọn tí đồ anh em nhá, tôi sẽ dọn tí đồ nhá, tôi sẽ vứt mấy cái đồ phò phạch ra. Công nhận là chơi Minecraft bình thường cái này nó dễ hơn chơi RL Craft anh em, bởi vì anh em biết sao, mình ăn cái là mình hồi máu luôn. Chứ mà hôm qua mà anh em nào mà xem tôi chơi RL Craft mà anh em xem lúc tôi đi hầm ấy, mẹ tôi đứng 2 ngày trong đấy mà nó không hồi máu của tôi em ơi, nó không hồi một tí máu nào luôn đấy, mà nó không cho tôi ngủ chứ. Rồi thì nó còn bảo tôi là tôi đéo cảm thấy mệt đủ để mà ngủ chứ vãi lìn. 2 ngày tôi đánh nhau dưới hầm anh em ạ, vãi cả lìn luôn. Công nhận chơi RL Craft, à công nhận chơi Minecraft nó dễ hơn đấy anh ạ. Nào, con chó scare đâu rồi, hình như là nó rơi xuống lava chết rồi anh ạ. Qua đào sắt nhá. Đấy, nó bắn tôi suýt chết luôn anh ạ. Vừa nãy là tôi đào tôi nhặt chưa, sắt của tôi đâu? À đây 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 đây, có sắt rồi anh ạ. Tôi vào tôi nung sắt nhá. Đây nữa này, ngon này, ngon này, ngon này, ngon này, lại có sắt nữa này. À mà tôi không có than đúng không? Thế thì tôi phải qua mà thuê. What the? Đây là một con Asolotl vàng này anh em, ngon chưa đấy? Được rồi, để tôi
Để tôi cho cái con Axolotl hồng này ra. Đấy, hồng đấy. Tôi múc cái con vàng này anh ạ. Nhưng mà trước tiên là tôi cần phải lấy được nước đã đây. Tôi bơi lên trên này để tôi múc nước nhá. Đây, tôi bơi lên trên này tôi múc nước. À đây này anh em này, đấy đấy. Anh em sẽ được thấy rõ cái này này. Nào 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 nào, scare nào nào. Ơi nào. Nào nào. Đặt đá ra nào. Anh em. Cái gì đấy, cái gì đó không ngắt tờ. Sao mà chúng nó cứ cố gắng thì giết tôi vậy. Đây này, anh em thấy được cái này chưa? Phá nó, ấy phá nó là nó không sáng nữa. Hình như là mình cần phải có độ mềm mại để từ từ nó đọc comment của anh em cái nhá. Anh tài trai eo 10 chấm đúng rồi. Kỳ nhông và Axolotl thế à? Em ngu tiếng Anh rồi, không sao anh em ạ. Tôi cũng ngu tiếng Anh mà, tôi biết đéo ở đâu anh em. Kỳ nhông Mexico có 4 màu nâu à? Tôi thấy là con kỳ nhông mà nó màu nâu, tôi thấy nó hơi đần đần rồi đấy. Màu xanh nhẹ cực hiếm mà, cho chơi chung được không à? Ok các ạ, nhưng mà để tương lai nhá, để tương lai đã các ạ. Bởi vì bây giờ là tôi, bây giờ tôi vẫn chưa có hứng chơi chung lắm. Anh giỏi tiếng Anh thì anh dịch cái này đi. Cứ làm chứ anh trắng mà. Đây, rồi. Nào 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 nào. Ô này, có Axolotl chắc nó thương. Cút cút, con chó này. Nó dọa tôi à? Sao mà tôi chơi RL Crab là tôi đã hét đủ rồi mà sao mà giờ nó có bắt tôi hét nữa à? Cái game gì mà nó ác liệt vậy các em? Đấy. Căng thế nhở? Được rồi. Ui dồi ôi, đau đau đau. Nào đây từ từ đã. Thì vừa nãy là tôi lên là bởi vì là tôi cần cái nước mà đúng không? Tôi lên là tôi múc cái nước kìa, tôi múc cái nước để tôi bắt cái con Axolotl vàng. Anh em xem stream nó có bị tối không? Nó có tối anh em không? Để tôi thử chỉnh hình ảnh nhá. Đây cái độ sáng tôi cho tôi sáng hết cỡ rồi anh em ạ. Chắc là nó hơi tối thì anh em chịu khó tí. Đây để nó xuống chỗ này đây. Axolotl vàng đấy. Tôi thấy là để gặp được con Axolotl. Ơ nào. Ơ. Vì sao mà con này mất rồi anh em? Ơ. Nào nào. Vì sao mà tôi lại mất một con rồi anh em nhỉ? What the hell? Khó nuôi à? À, khó nuôi à? Nhà có nuôi vài con này á? Là anh em nuôi cái con Axolotl ấy hả? Em đây có không biết chơi chung à? Thì anh em chơi chung thì anh em dùng Radmin ấy. Chơi chung được không anh? Không sao anh em ạ. Anh em cứ yên tâm. Rồi từ từ, rồi thì tương lai tôi chơi chung với anh em nhá. Thì nói chung là tương lai tôi... tôi cho sắt vào tôi nung chưa? Ở đây đây, cho sắt vào nung. Ok. Tôi làm cái ván gỗ nhá. Nung nó này. Ở đây nó vẫn còn sắt này. Nào, cái con này mày đừng có mất dạy nào. À, có vẻ nó khá đần đấy các ạ. Khá đần thôi. Đây nhá, tôi qua bên này tôi đào sắt. Nói chung là anh em đừng lo. Tương lai chắc chắn là tôi sẽ gọi là... Tôi sẽ có nhiều buổi gọi chơi chung để giao lưu với anh em mà. Anh em đừng lo nhá. Ok, đào tí sắt nhá. Nhầm. Bây giờ là ngày mấy rồi? Bây giờ là đêm ngày 2 rồi. Đó là đêm ngày 2 rồi. Đây, tôi qua tôi nung nốt cái cục sắt này. Chắc là tôi cũng đủ 4 cục đấy. Đủ rồi đấy. Tôi sẽ làm được một cái cuốc. Vậy đào kim cương ở đây không biết là sẽ được bao nhiêu cục nhỉ? Không biết là được bao nhiêu cục ta. Nó bỏ đi rồi à? Nó bỏ đi rồi à? Em thử dùng Radmin rồi không được ạ. Vậy anh em thử lên trên mạng rồi anh em xem thêm tip đi. Là bởi vì là... Thì tôi biết là như này. Đó là nó có một cái video trên mạng hướng dẫn đấy. Thế nhưng mà nếu mà anh em muốn thì nói chung là nó có nhiều video lắm thì anh em cứ xem ấy. Thì nếu mà anh em muốn chơi Radmin thì anh em tắt từng lửa đi nhá. Anh em lên mạng rồi anh em xem cách để tắt từng lửa đi ấy. Đó. Thì anh em hãy chơi chung được cái bạn thôi. Nó cũng đơn giản mà đúng không? Đây, đào nhá. Đào kim cương nhá. Ái chà. Ái chà. Uầy uầy. Có vẻ là 7 cục đúng không? Hình như là 7 cục đúng không anh em? 7 cục anh em ạ. Ngon ngon. Ngon đấy. Đào phát mà quặng ra 7 cục luôn là ngon đấy các bạn. Đây nhá. Tôi sẽ cần phải làm mấy khiên đây các bạn. Bởi vì là mình không có khiên là mình thốn lắm. Rồi. Khiên này mình có chắn creeper với scare đấy.
Thật chứ mà anh em chơi Minecraft bình thường ấy, tôi thấy nó đơn giản lắm. Thì anh em có khiên ấy là anh em chấm được hết tất cả gọi là tất cả. Ôi nào nào nào, nào. Ôi nào là anh em chắn được Scare và Creeper rồi, thì hai con đấy là hai con gọi là khá là kinh khủng ở trong gọi là Minecraft bình thường đúng không đấy. Chứ còn mà anh em chơi RL Craft thì anh em có khiên, nói chung là nó cũng chả nói được cái mẹ đấy, anh em ạ. Thật, đào sâu vào đây thử xem nào có cái gì ở trong này không. Tôi đọc bình luận của anh em cái nhá. Con kỳ nhông Mexico có khả năng là khi anh đánh nó sẽ nghiêng người và giả vờ chết. À khi giả chết là nó sẽ có hiệu ứng hồi máu à? Thế thì nó cũng khá là thật đấy cả, bởi vì là cái con vì con kiến nhông ở ngoài đời là nó bị chặt chân đi thì nó sẽ tự mọc lại mà xịn mà đúng không? Chờ 1.18 mới có hack mới. Ừ, đúng rồi đây các bạn, hai cục em xài Radmin trên chung bạn em bình thường. Ừ, đấy, ngon mà. Tôi thấy là xài xài Radmin nói chung là nó cũng khá là ngon đấy, kiểu là thì cái lúc đầu mình tìm hiểu về cách làm sao để dùng nó ấy thì nó hơi rắc rối tí thôi. Chứ còn lại mà khi mình biết rồi ấy thì chung là cũng nó cũng ngon mà đúng không? Nó cũng dễ mà. Rồi, đào được cái này được rồi. Đấy, tôi thấy là có vẻ là đấy, thì bản update này nói chung là nó không có nhiều đâu anh ạ, nó cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi. Anh em xem từ đầu tới giờ chắc là anh em thấy đủ đủ đấy đúng không? Thực ra là nó còn có thêm rất là nhiều đồ ở trong cái Lost Cave nữa anh ạ. Nó có rất là nhiều đồ ở trong cái đấy. Cái Lost Cave ấy tôi cũng không biết nó dịch qua tiếng Việt là gì, nhưng mà nó là một cái hang động toàn hoa ấy, nhưng mà hình như là qua cái bản update tiếp theo ấy, qua cái bản update 1.18 ấy, ấy lúc đấy thì nó mới ra cái Lost Cave và nó mới ra cái hang động sâu thẳm ấy. Ấy theo tôi biết là như thế. À đây này, nó lại là một hang pha lê cái này các bạn. Tôi khá là may mắn này. Đây này, thế còn cái này là cái phát sáng này. Đấy, phá đuốc thì cảm thấy có sáng này. Đấy, đẹp. Thử vào nốt cái hang pha lê nhá. À đó, nó có đường của tôi vào luôn này. Đấy, tìm hang pha lê chung là nó cũng không khó lắm đâu anh ạ. Đấy, khá là đẹp thôi. Lên Shopee mua kỳ nhông à? Có à? Mua về đưa con gà hành, mua về đưa con gà hành tinh chết nữa à? Giá tầm 25, giá tầm 250k đến 300k một con á. Rẻ vậy cơ, rẻ vậy. Này các bạn, nếu mà anh em mà để ý kỹ ấy, là anh em sẽ thấy là khi mà tôi đập vào mấy cái block này là nó sẽ kêu ra âm thanh, thì anh em cứ bật tiếng to to lên để mà nghe thử, nó hay lắm này. Đấy. Đấy. Khá là hay đúng không anh em? Nghe giống tiếng tiếng đàn đây nhá. Mình đặt block ra là nó sẽ có tiếng luôn. Đây này, tôi đặt cho anh em nghe này. Đấy. Khá thú vị anh em nhỉ. Để tôi làm thêm đuốc nhá bạn. Tôi không có than à. Tôi không có than anh em ạ. Tôi không có than rồi. Tôi nhầm thử xem xung quanh có than không, để tôi đào tí tôi đọc comment anh em cái nhá. Nhạc lên à. Em nhớ hồi xưa có bug dùng bundle đồ để nhân bản kim cương, ừ đúng rồi, thì cái bug ấy chắc lâu lâu rồi tôi cũng chả nhớ, chắc chắc tầm 6 tháng rồi nhỉ. Nhạc Minecraft lên nghe du dương ở đây 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 đây. Thế mà tôi lại thoát ra đây đây, tôi vào lại cho anh em nghe đây. Đấy, cho anh em nghe nhá. Đây, tôi sẽ cho anh em nghe gọi là kết hợp với gọi là sao anh em thích không? Thích không anh em?
Để tôi đớp cái đã nhá. Đọc xem anh em nào nào. Đang nghe nhạc Minecraft thì bà con này gặp các vấn đề về xương khớp. Thế quái nào thì anh em xem livestream của tôi thì nó có quảng cáo à anh em? Quái nào vậy? Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì đâu đúng không? Chắc nó làm gì có quảng cáo chứ đúng không? Nào. Thì sao mà đang du dương ấy mà. Nào. Đang du dương. Mẹ. Tất cả là do con scare ở đây kìa. Nó không phải do tôi anh em nhá. Nào. Nào, ui giời ơi. Ê, trời ơi. Buồn cười ấy các bạn. Chả hiểu kiểu gì. Nào để đọc bình luận của anh em cái nào. Ê, cái nhạc đó tôi làm để báo thức dậy sớm à. Cái nhạc có du dương lắm. Du dương cái mẹ. Anh có muốn quảng cáo cho shop bán bỉm bên em không hả? Giá cao lắm. Chết rồi. Legendary kill. Nhà quan tài đâu lên. Đấy. Nói chung là nó cũng không có cái gì ở đây cả. Đấy. Tất cả mọi thứ gọi là gần như kiểu 99% mà tôi đã review hết cho anh em vào đây. Nào để đấy. Đây cái hàng pha lê mà nó ở ngay cái điểm spawn tôi đây. Đẹp chưa anh em? Đấy. Ok. Ok thì buổi livestream hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tôi cảm thấy là giọng của tôi bắt đầu là nó nặng nặng hơn rồi. Kiểu là nó khan thẳng nặng hơn ấy. Nó khản rồi anh ạ. Thì không biết là mai có stream được cho anh em không nữa. Thì nếu mà mai mà gọi là giọng tôi thấy ok thì tôi sẽ vẫn lên stream cho anh em nhá. Đấy. Ok thì hôm nay tới đây thôi nhá. Cái bản update này nó cũng chỉ có nhiều thế thôi anh ạ. Nó cũng chỉ có vậy thôi. Nó cũng chẳng có nhiều rồi đâu. Yeah. Đấy ra máu chưa anh, đen, đen lắm. Đau lòng nên méo like nữa, đau, đau anh ạ. Ngồi chờ 1.18 thôi chứ bản này chả có gì hot. Ừ đúng rồi anh ạ, cái bản này nó cũng chả có gì hot đâu. Chả có gì hot anh ạ. Ok, chúc anh em có những giấc mơ đẹp nhá. Đấy, nếu mà mai mà tôi like được thì tôi sẽ like với anh em nhá. Mai thì chắc là lại quay lại RL Grab thôi. Chứ thật với anh em chứ bản này cũng chả có cái mẹ gì. Thật. Nó có mấy cái đồ mới như kiểu ống nhòm các thứ thôi. Chứ còn lại là nó cũng chả có nơi gì mới. Chả có hang động gì mới đâu. Đấy, dạ. Đấy, mai mà nếu mà tôi like chắc là RL Grab tiếp anh em nhá. Ok. Bye bye anh em nhá.